Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, những nỗ lực nạo vét và bồi lấp đảo gần đây của Việt Nam đã thu hút được sự chú ý của báo chí quốc tế. Nhưng không chỉ Việt Nam, các nước khác ở Biển Đông cũng đang tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất của họ một cách khiêm tốn trong những năm gần đây. Trung Quốc, Philippines và Đài Loan đều đang tham gia vào các hoạt động xây dựng với nhiều cấu trúc mới khó xác định. Tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Càng tại các đảo Lincoln, đảo Quang Ảnh và đảo Hoàng Sa đều được mở rộng trong 2 năm qua. Cụ thể, càng trên đảo Lincoln được mở rộng từ 175m thành 200m vào tháng 3 năm 2021. Càng trên đảo Quang Ảnh được mở rộng từ 150m thành 190m vào tháng 3 năm 2022. Và càng tại đảo Hoàng Sa được mở rộng từ 190m thành 250m. Vào mùa xuân năm nay, Trung Quốc đã tiến hành phi pháp một số hoạt động xây dựng nhỏ tại đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cũng như tại đảo Cây và đảo Quang Ảnh thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tại đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, một số mái vòm radar mới đã được lắp đặt vào cuối năm 2020 và một số cấu trúc được lắp đặt vào đầu năm 2022. Vào đầu năm 2021, các tấm pin năng lượng mặt trời đã được lắp trên đỉnh của nhiều tòa nhà trên đảo Phú Lâm, nơi Trung Quốc đặt trung tâm chính quyền quân sự và dân sự trái phép của mình ở Biển Đông. Đáng chú ý hơn cả là các cấu trúc bí ẩn xuất hiện khắp nơi trên các tiền đồn mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ cuối năm 2019 đến năm 2021, các cấu trúc lớn có mái che màu xanh bí ẩn, có thể là công trình tạm thời, đã được lắp đặt tại mọi địa điểm mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa. Các cấu trúc này dường như được làm theo tiêu chuẩn, hầu hết có kích thước dài 50m, rộng 15m hoặc 25m. Cấu trúc đầu tiên như vậy xuất hiện trên đá Chữ Thập vào tháng 11 năm 2019, tiếp theo là đá Subi vào tháng 4 năm 2020, đá Vành Khăn vào tháng 5 năm 2020, đá Gaven và đá Tư Nghĩa vào tháng 8 năm 2020, đá Gạc Ma vào tháng 9 năm 2020 và trên đá Châu Viên vào tháng 1 năm 2021. Các cấu trúc màu xanh sau đó xuất hiện ở quần đảo Hoàng Sa. Trên đảo Phú Lâm xuất hiện vào tháng 4 năm 2021. Cấu trúc màu xanh cũng xuất hiện trên đảo Quang Hòa vào tháng 6 và xuất hiện trên đảo Hoàng Sa vào tháng 8 năm 2021. Công trình trên đảo Phú Lâm đã được tháo dỡ vào tháng 1 năm 2022. Một số cấu trúc vẫn giữ nguyên vị trí kể từ khi lắp đặt, trong khi những cấu trúc khác đã bị tháo dỡ hoặc di chuyển đến địa điểm mới. Gần đây nhất, cấu trúc trên đá Chữ Thập đã được chuyển từ mũi phía nam của thực thể này đến một vị trí trung tâm hơn vào tháng 4 năm 2022. Các cấu trúc trên đá Subi đã chiếm giữ 4 địa điểm khác nhau trong 2 năm qua. Các khu vực có mái che hầu hết các trường hợp đều tăng lên nhanh chóng. Nhiều khu vực trong số đó được lắp đặt trên sân bóng rổ, một phần của các đường băng hoặc các khu vực đã được dọn sẵn. Trong một trường hợp tại đá Subi, một cấu trúc với biểu tượng chữ thập cũng được dựng lên trên bãi đất trống gần công trình bí ẩn này. Quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép kể từ năm 1974. Trung Quốc đã thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, đặt trụ sở chính trên đảo Phú Lâm kể từ tháng 7 năm 2012, nhằm thâu tóm các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc đã đơn phương vẽ ra cái gọi là đường chín đoạn, nêu lên yêu sách chủ quyền phi lý với hầu hết diện tích Biển Đông. Nước này cũng bồi đắp, cải tạo, xây dựng tiền đồn quân sự và cho binh sĩ đồn trú trái phép trên các thực thể thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, bất chấp luật pháp và sự phản đối của Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Về phía Philippines, hoạt động quan trọng nhất mà nước này thực hiện tại các tiền đồn của họ ở quần đảo Trường Sa là cải tạo đường băng trên đảo Thị Tứ, địa điểm đóng quân lớn nhất của nước này ở quần đảo Trường Sa. Bắt đầu vào tháng 12 năm 2018, dự án đã đạt được những bước tiến lớn trong những tháng gần đây, với nửa dưới của đường băng đã được trải thảm vào tháng 4 năm 2022. Ở những nơi khác trên đảo Thị Tứ, nhiều tòa nhà đã bị phá hủy hoặc chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão Rai vào tháng 12 năm 2021, bao gồm cả một trạm bảo vệ bờ biển mới được hoàn thành chỉ một tháng trước đó. Hình ảnh cho đến tháng 4 năm nay cho thấy, việc sửa chữa nhiều tòa nhà đã bị hư hại vẫn chưa được hoàn thành. Đảo Thị Tứ là đảo tự nhiên lớn thứ hai trong quần đảo Trường Sa và là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa mà Philippines đang chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Philippines rất coi trọng hòn đảo này và đã tiến hành xây dựng rất nhiều cơ sở vật chất tại đây. Cơ sở quan trọng nhất mà Philippines xây dựng trên đảo Thị Tứ là một đường băng sân bay. Sau một thời gian dài xây dựng, đến nay,
Philippines đã xây dựng thành công cầu cảng, cơ sở khử mặn, doanh trại, nhà trẻ, nhà dân dùng, cơ sở đánh bắt hải sản trên đảo Thị Tứ. Những nâng cấp nhỏ khác cũng được thực hiện đối với một số thực tế địa lý mà Philippines chiếm đóng trái phép của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Các tiền đồn nhỏ nhất của nó trên đá Công Đo và đảo Loài Ta đã được lắp đặt các cấu trúc mới giống hệt nhau. Cấu trúc này được lắp đặt trên đá Công Đo vào tháng 5 năm 2020 và lắp đặt trên đảo Loài Ta vào tháng 5 năm 2021. Trên đảo Song Tử Đông và đảo Biên Lạc cũng được xây dựng 3 tòa nhà gần giống hệt nhau vào mùa hè năm 2021. Các tòa nhà ở đảo Song Tử Đông đã bị hư hại vào tháng 12 do cơn bão Rai quét qua vẫn chưa được sửa chữa. Tại đảo Vĩnh Viễn, một khoảnh đất đã được dọn sạch sẽ vào tháng 3 năm 2022 để làm điểm đỗ trực thăng. Ngoài Trung Quốc và Philippines, Đài Loan cũng tham gia vào công cuộc cải tạo đảo vào đầu năm nay ở đầu phía tây của đảo Ba Bình, địa điểm mà nước này chiếm đóng trái phép của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Hiện tại, kế hoạch mở rộng đảo Ba Bình do chính quyền Đài Loan phụ trách đang được tiến hành. Điều đáng nói hơn là một tổ chức tư vấn của Đài Loan cũng đã đưa ra một văn bản nói rằng đảo Ba Bình mở rộng nên được cho Hoa Kỳ thuê lại. Ngay từ thời Tổng thống Mã Anh Cửu, ông này đã đề xuất kế hoạch xây dựng để kéo dài đường băng, muốn kéo dài đường băng từ 1.150m lên 1.500m, mục đích là để tăng số lượng máy bay chiến đấu có thể cất và hạ cánh để tăng cường sử dụng cho quân sự. Mặc dù bến tàu hiện tại trên đảo Ba Bình đã có thể cập cảng một số tàu lớn, nhưng nó không đủ để đáp ứng cho các tàu chiến lớn hơn 1.000 tấn, thậm chí là 10.000 tấn. Nếu các cơ sở đầu cuối được mở rộng, nó không chỉ có thể tăng tính thực tiễn mà còn đóng một vai trò chiến lược mạnh mẽ hơn của Đài Loan ở quần đảo Trường Sa. Như vậy, không chỉ mỗi Việt Nam cải tạo đảo mà các nước còn lại là Trung Quốc, Philippines, Đài Loan đều có những bước đi mới trong công cuộc nâng cấp cơ sở vật chất của mình tại các địa điểm đóng quân mà các nước này chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Dự báo khi hoàn tất nâng cấp các đảo nhân tạo phi pháp, các bước đi tiếp theo của Trung Quốc, Philippines và Đài Loan sẽ rất khó lường. Các nước này sẽ triển khai các lực lượng chấp pháp, tăng số quân đồn trú hay triển khai các vũ khí trên những thực thể này, sẽ đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực. Việt Nam cần theo dõi sát tình hình để có những ứng phó phù hợp.